lượt từng thành viên sẽ lăn ù rơm về đích và bắn mũi tên vào bảng. Sau 4 lượt chơi, nếu tổng số điểm trên bắn được 30 điểm, thì Tuệ An sẽ có được một chiếc chăn để ngủ vào tối nay nha. Cái phần xanh là về phía hướng trước mặt con, còn cái phần dây là ở sát con, đúng rồi. Tuệ An ơi, tớ chỉ cho cậu cho. Gà lằng quá. Wow. Đúng là con rể của tương lai. Tuệ An đây, 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 để tớ chỉ cho cậu cho. Thì cậu làm như vậy nè. Mẫu cho cậu trước nha. Sai á. Vậy á hả? Đúng rồi, cố lên con, kéo sâu ra. Xong con thả nào, thả nào, yeah, thả nào, yeah. Không sao hết. Mẹ Quỳnh Anh chơi giỏi lắm. Mẹ Quỳnh Anh chơi giỏi. Không biết là giỏi không đâu, con nói hên xui nha. Hai cái ở giữa luôn. Bữa trước chị Hai chơi được 83 điểm. Wow. Con thấy mẹ chơi rồi hả? Rồi. Hiện tại chúng ta chỉ mới có 17 điểm thôi nha. Mẹ Phạm Quỳnh Anh hãy cố gắng để ghi thật nhiều điểm ha. Cố lên. Mẹ ơi, cố lên. Cố lên. Mẹ Quỳnh Anh, cố lên. Vậy là chúng ta đã không vượt qua được thử thách này rồi. Tối nay không có chăn để ngủ, Tuệ An có cảm thấy buồn không? Không sao, hai chúng mình sẽ ôm nhau. Vì Super V thấy được tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của 4 thành viên trong trò chơi vừa rồi, nên Super V sẽ dành tặng một chiếc chăn thật xinh cho Tuệ An thôi nhé. Với điều kiện là Tuệ An và Alex hãy cùng nhau hát một bài tặng Super V và mọi người nha. À, cùng nhau hát một bài mới được lấy, chưa được tặng đâu con. Một con vịt sẽ ra hai cái chân. Nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bơm. Lúc lên bờ mấy cái canh cho khô. VIP Family Link hoàn đến 10% giáo dục, bảo hiểm, y tế. Mẹ siêu nhân. Khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.